Em Lâm Mong ngày hôm nay lại được chú Quang ở bên cầu Bến Tuần cách nhà em khoảng 15 km sang ủng hộ thùng ong đây. Cứ đến mùa nhân chia đàn là chú lại sang chú ủng hộ. Đấy, cảm ơn chú rất nhiều nha. Vật tư ngành ong cả cầu ong chân tầng là chú để hết trong thùng và giao cắt lắp vít để chuẩn bị cho cái mùa quay mật mới của năm 2023. Thùng nuôi ong gỗ gạo bên em là dày 1 phân 7 các bác nhé. Tiêu chuẩn sẻ bán là 2 phân, bà gọt đi nó còn độ 1 phân 6 đến 1 phân 7. Hàng bán liền, đấy, gỗ gạo bán liền. Và tiếp nữa là nhà em cửa vẫn thiết kế là cửa tháo rời, các bác có thể là mở ra để và vận chuyển đàn ong. Các bác quay ngược cái cửa thùng là các bác vận chuyển đàn ong, nó sẽ không lo là con ong nó ra ngoài, và mở cái cửa sổ ra nhé. Hàng gỗ gạo bán liền tấm, đấy, chỉ có đáy là đáy ghép thôi, nhưng ở bên em là soi chỉ rất là kỹ này. Đấy các bác yên tâm, hàng đã ngâm kỹ và sẽ làm phơi khô kiệt, đưa vào xưởng đóng thùng đẹp đẽ cho các bác như này nhé. Các bác nào cần về những chiếc thùng nuôi ong hay vật tư ngành ong thì các bác liên hệ kết nối với em qua số điện thoại trên màn hình của video. Cảm ơn các bác ạ.